Xin mời quý vị và các bạn đã xem trận đấu bóng chuyền hơi nam nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Tân Sơn 8 và đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của xóm Hin trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do câu lạc bộ bóng chuyền hơi Núi Tòa tổ chức. Ở set đấu này thì các cầu thủ của Tân Sơn 8 phía gần màn ảnh các bạn và các cầu thủ của xóm Hin phía xa màn ảnh các bạn. Cơ cấu giải đấu mỗi đội gồm có 3 nữ 2 nam. Ở giải đấu này thì ban tổ chức đã có người đọc tỷ số. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Bỏ bóng tốt, đổi điểm cho Tân Sơn 8 một đều. Điểm cho Tân Sơn 8 2-1. Bóng trong sân, điểm cho xóm Hin 2 đều. Bóng không qua lưới, điểm cho xóm Hin 3-2. Đập bóng hỏng, điểm cho xóm Hin 4-2. Đập bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8 3-4. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8 4 đều. Đề nghị khán giả cho một tràng pháo tay. Bóng ngoài sân,
điểm cho Tân Sơn 8, 5-4. Đội bóng hồng điểm cho Tân Sơn 8, 6-4. Đập bóng tốt điểm cho Sơn Minh 5-6. Đội bóng hồng điểm cho Sơn Minh 6 đều. Đập bóng tốt điểm cho Sơn Minh 7-6. Bóng không qua lưới điểm cho Tân Sơn 8 7 đều. Hai đội tỷ số rất là xiết sao. Để bóng rơi tự do điểm cho Tân Sơn 8 8-7. Bóng ngoài sân điểm cho Sơn Minh 8 đều. Đập bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8 9-8. Đội bóng hỏng điểm cho Sơn Minh 9 đều. Đội bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8 10-9. Đập bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8 11-9. Đập bóng không qua lưới điểm cho Tân Sơn 8 12-9. Lỗi Dũng xem. Lỗi cứ không nhắc thì người ta không biết. Lỗi thứ tự điểm cho Sơn Minh 10-12. Lỗi đỡ bóng hỏng điểm cho Sơn Minh 11-12. Yeah.
đẩy bóng, điểm cho số Min 12 đều. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8, 13-12. Đập bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8, 14-12. Bóng không qua lưới, điểm cho Tân Sơn 8, 15-12. Đẩy bóng hỏng, điểm cho số Min 13-15. Chắn bóng ngoài sân, điểm cho số Min 14-15. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8, 16-14. Điểm cho số Min 15-16. Bóng ngoài sân, điểm cho Tân Sơn 8, 17-15. Đập bóng tốt, điểm cho số Min 16-17. Đập bóng không qua lưới, điểm cho số Min 17 đều. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8, 18-17. Những pha bóng rất là cố gắng. Quá đẹp. Đập bóng tốt, điểm cho số Tân Sơn 8, 19-17. Bỏ bóng tốt, điểm cho Tân Sơn 8, 20-17. Bóng ngoài sân, điểm cho số Min 18-20. Hai đội cố lên. Bóng hỏng, điểm cho số Min 19-20. Hai đội cố lên. Oh.
điểm cho Sơn Linh 21-20. Đúng chỗ. Đưa bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8 21 đầu. Quay rồi, quay rồi. Lưới. Điểm cho Tân Sơn 8 22-21. Bóng ngoài sân điểm cho Xuân Minh 22 đầu. Bóng trong sân điểm cho Xuân Minh 23-22. Điểm cho Xuân Minh 24-22. Trận đấu thứ nhất giữa Tân Sơn 8 và Xuân Minh, tỷ số nghiêng về Xuân Minh 24-22. Set thứ hai. Bóng ngoài sân điểm cho Xuân Minh 1-0. Điểm cho Xuân Minh 2-0. Bóng ngoài sân điểm cho Xuân Minh 3-1. Đỡ bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8 2-3. Chắn bóng hỏng điểm cho Xuân Minh 4-2. Đỡ bóng hỏng điểm cho Xuân Minh 5-2. No!
Bóng ngoài sân, điểm cho số Min 6-2. Bóng không qua lưới, điểm cho số Min 7-2. Điểm cho Tân Sơn 8-3-7. Đập bóng ngoài sân, điểm cho Tân Sơn 8-4-7. Bóng ngoài sân, điểm cho Tân Sơn 8-5-7. Đợi bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8-6-7. Hai đội cố lên. Điểm cho số Min 8-6. Bóng không qua lưới, điểm cho Tân Sơn 8-7-8. Điểm cho số Tân Sơn 8-8 đều. Bóng đập bóng ngoài sân, điểm cho Tân Sơn 8-9-8. Đợi bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8-10-8. Bóng ngoài sân, điểm cho Tân Sơn 8-11-8. Bóng ngoài sân, điểm cho Tân Sơn 8-12-8. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Tân Sơn 8-13-8.
điểm cho Tân Sơn 8, 14-8. Bóng ngoài sân điểm cho Tân Sơn 8, 15-8. Hai đội cố lên. Đạ bóng hỏng điểm cho Tân số điểm cho số Min 9-15. Bỏ bóng tốt điểm cho Tân Sơn 8, 16-9. Đập bóng không qua lưới điểm cho Tân Sơn 8, 17-9. Bỏ bóng tốt điểm cho số Min 11-17. Đỡ bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8 18-11. Bóng trong sân, điểm cho số Min 12-18. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Tân Sơn 8 19-12. Điểm cho số Min 13-19. Bóng ngoài sân điểm cho Tân Sơn 8 20-13. Bóng không qua lưới điểm cho số Min 14-20. Bóng không qua lưới điểm cho số Min 15-20. Quay dần đây nhỉ. Anh đi. Điểm số Min 16-20. Alo. Bóng ngoài sân. Điểm cho Tân Sơn 8 21-16. Xét 2 của trận đấu giữa Tân Sơn 8 và số Min, tỷ số nghiêng về Tân Sơn 8 21-16. Xét thứ 3 giữa Tân Sơn 8 và số Min. Bóng không qua lưới điểm cho Tân Sơn 8 1-0.
bỏ bóng tốt, điểm cho Tân Sơn 8, 2-0. Bóng không qua lưới, điểm cho số Minh 1-2. Ôi giời ơi. Bóng điểm cho số Minh 2-2. Rồi rồi đây. Bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8. 3-2. Đăng lên luôn rồi. Gắn thẻ. Lấy cái que kia để. Cái que nó đẩy cái này. Còn ông ấy mang lên trong cái đũa mà. Đợi bóng hỏng điểm cho số Minh 3-2. Hả? Gắn thẻ luôn không đấy đây? Tương Thanh rồi. Đợi bóng hỏng điểm cho Tân Sơn 8 4-3. Dẫm vạch tôi. Lỗi dẫm vạch điểm cho Tân Sơn 8 5-3. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Tân Sơn 8 6-3. Bóng trong sân, điểm cho Tân Sơn 8 7-3. Bàn gai thôi. Bóng ngoài sân, điểm cho Tân Sơn 8 8-3. Đề nghị cầu thủ của hai đội đổi sân. Bóng không qua lưới, điểm cho số Minh 4-8. Bóng không qua lưới, điểm cho Tân Sơn 8 9-4. Chị chỉ rằng em với lão Hạc đi ăn lại đánh. Em đâu có với lão Hạc có đánh đâu. Chị giữ cái gì giữ lúc nào chứ. Thế vào em vào cái nick Phương Thanh đi. Đây. Bóng trong sân. Nick Phương Thanh đây. Điểm cho số Minh 5, 9. Video trên hoặc video dưới hai cái mà. Đâu có đâu. Có. Hai cái đang rồi. Cái kia đằng trước đấy, áo xanh xanh đấy chở chú còn. Thế đó nhưng mà của em không có. Em có đấy, chính cái trận đấy của mình. Bóng không qua lưới, điểm cho Tân Sơn 8 10-5. Chưa công khai, còn cái trận của em là công khai rồi. Em tìm Phương Thanh đi. Đây, Phương Thanh đây này. Ở đấy. Bóng của này. Đấy, chị cho em các video hôm... Đây, đấy, đâu nhưng mà... Đấy, có vài đôi, còn em mở lại đây là cái đi từ năm nào ấy. Không, vào nick Phương Thanh cơ. Đấy, Phương Thanh cái gì? Ừ, trang cá nhân đâu. Bóng trong sân, điểm cho Tân Sơn 8, 11-5.
Không có mạng đâu em, không có mạng. Không có mạng. Nếu có mạng là bây giờ như này xong là lên luôn luôn này. Đấy như thế là lên. Thế là về chị gửi cho. Bỏ bóng tốt, điểm cho Tân Sơn 8, 12. Thế vào nick Phương Thanh. Và nick cơ chứ không phải là Messenger. Nick Facebook, đấy, như thế là này là nick Facebook rồi đây này. Đây, 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 trời nhớ. Đấy, bây giờ em cứ mở ra cái là nếu có mạng cái là có luôn. Đây, bây giờ là thứ nhất, em chữa bài ban đầu nha. Em chữa bài ban đầu này. Đấy, để em vô cái chỗ nào. Im Phương Thanh đi. Vào Facebook. Đây là Messenger. Đây nha. Messenger Phương Thanh đi. Đâu Phương Thanh đâu. Đây là có mạng rồi. Đấy phải có mạng thôi thì tìm ra ngay. Thì em cứ tìm Phương Thanh, xong em ấn vào trang cá nhân, ấn vào trang cá nhân của chị, xong em lướt vào cái video đầu tiên đi. Để em làm em xem coi cái thi đấu của em. Để tí nữa vào thì gửi. Đỡ bóng hỏng điểm cho số Min 7-12. Đội bóng hồng điểm cho Tân Sơn 8 13-7. Xin lỗi. Đội bóng hồng điểm cho Tân Sơn 8 14-7. Bỏ bóng tốt, điểm cho số Min 8-14. Tỷ số nghiêng về Tân Sơn 8, 15-8.